Xin mến chào toàn thể quý vị các bạn. Cách đây khoảng độ 1 tháng thì em Tuấn cũng có lên sóng giới thiệu đến quý vị các bạn một chiếc đài của dòng Sony, đó chính là chiếc CFS1085S, và trước đó là giá 2,8 triệu. Và đến mãi tận đầu xuân năm mới, hôm vừa rồi là hôm mùng 6 em khai xuân, thì khoảng hôm mùng 10 thì em bắt đầu trở lại làm việc thì cũng đã bán cho một bác khách rồi, giá 2,8 triệu, máy cực kỳ đẹp. Và đến ngày hôm nay thì hôm nay hai mấy âm lịch các bác nhỉ? Hôm nay 27 hay 28 rồi đúng không ạ? Thì em Tuấn mới lại sưu tầm được một chiếc này. Và nói về dòng Sony 1085S thì nó cực kỳ là ít gặp trên thị trường. Máy của nó thiết kế đẹp mắt và nhìn khá giống một bộ dàn mini. Và đôi loa của nó cho ra chất âm cũng rất là mạnh mẽ, rất là hay. Đặc biệt là khi chúng ta nghe qua cổng line-in. Cổng line-in dòng này thì nó thiết kế ngay mặt đằng trước đây. Đấy, và chúng ta có thể kết nối rất là dễ. Và radio thì FM AM và FM full 108, cũng như là một số các chức năng chính gồm có băng cassette chạy tốt, radio FM AM và line in. Đấy, dòng này thì đây là một cây đài này thì nguyên bản hết, nguyên zin. Đấy, nguyên zin là gì? Quai sách này, anten này, tất cả các phím nút rồi loa liếc là còn nguyên bản. Duy nhất chỉ có một cái volume này thôi. Cái volume này thì khi hàng về nó đã bị mất và có nghĩa là đã không có. Đấy thì em Tuấn đã phải lấy tạm một cái volume khác lắp vào đây. Thì cái volume này và cái volume zin thì nó gần như là giống nhau, 17 110 thôi. Đấy, gần như là giống nhau, nó không có ảnh hưởng gì đến chất lượng cả. Đấy, và nó cũng mang màu bạc thì nó cũng đồng màu với những cái nút nhấn nút gạt của cái dòng đài này. Đấy thì tất nhiên giá nó sẽ rẻ hơn trước kia. Trước kia hôm trước em đã giao lưu với 2 triệu 8 rồi. Thế trước này thì giá chỉ có 2 triệu rưỡi thôi, một cái giá cũng rất là tốt. Giá 2 triệu rưỡi là em đã bao ship toàn quốc rồi, tặng các bác hai cuốn băng đấy, và dây rắc đầy đủ, các bác về chỉ việc chơi thôi. Và đây là thực sự một cây đài cũng rất đẹp và âm thanh của nó cũng rất là hay. Đài này anten đang còn rất mới nhá. Dòng đài này chơi cũng khá là hay. Model này 085S, tem thông số đấy các bác nhá. Và sau đây mời quý vị các bạn chúng ta cùng thưởng thức cái chất âm băng cassette. Ở đây chúng ta sẽ có nút cần gạt ở giữa đây này, là chúng ta sẽ chỉnh các chế độ băng cassette, radio và line in. Đấy, chúng ta nghe ở đâu thì chúng ta gạt ở đó. Đấy, cũng rất là tiện, rất là dễ dùng thôi. Nó không có gì mà quá khó sử dụng. Đó, còn ở bên này thì chúng ta sẽ có một cái nút này là nó sẽ chỉnh các đèn này. Đèn này khi nó nhảy ở chế độ nào thì nó là equalizer. Nó có 5 chế độ mặc định gồm có flat này, hover và light, pop, cinema. À, chúng ta nghe ở cái hiệu ứng âm thanh nào thì chúng ta để ở đó. Và có một cái nút vàng vàng đây là khi chúng ta thích nghe bass nhiều thì chúng ta tăng lên, bass ít thì giảm đi. Đó, maxi bass này. Đây là dò sóng nhá, đấy, dò sóng tuning này. Còn trên này là 4 băng tần của radio. Đấy. Nó rất là đơn giản. Đấy. Đặc biệt là các bác lớn tuổi thì có thể chơi chiếc đài này. Thứ nhất là nói to rõ, thứ hai là sử dụng nó cũng dễ. Ta sẽ test băng trước nhá. Đài đang còn rất là mới. Lòng thầm xuôi tôi nhớ người yêu đêm nay buồn sao là buồn. Thương quá là thương khi anh tìm lo tuổi đời. Còn nhớ ngày xưa em thích hoa màu tím với mắt buồn trời đêm. Rồi lắng tiếng băng rất là chuẩn và rất là hay. Chúng ta vừa nghe cái cuốn băng chế Linh Thanh Tuyền, album là Áo Cưới Màu Hoa Cà. Và tiếp theo chúng ta sẽ test qua phần radio. Đó. Lại ngay với ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy chàng ca sĩ và đã mê ngay. Ôi, nhưng mà như thế này, để Thúy Thúy hiểu hơn về bài Tân Cục. Tình phải ngẫu nhiên mà nhiều nước phát triển cũng không quy định ngưỡng 0%. Quốc hội quyết định các vấn đề là phải dựa trên bằng chứng khoa học và kết luận về khoa học của. Ok. Line in nha các bác nhá, chúng ta gạt lên trên này.
Em Tuấn đang cắm sẵn cái điện thoại rồi. Tiếng rất là hay. Bát nhiều thì ta tăng lên nhá, giảm đi này. Muốn đến thăm em sao lòng vẫn ngại. Lại tâm sự với ai. Có lát này. Cinema. Ốp này. Ok. Và em Tuấn cũng xin phép được dừng video test chiếc đài Sony 1085S ở đây. Chiếc đài này thì nó đang hoạt động hoàn hảo và nó là một cái model cũng khá là ít gặp trên thị trường. Chất âm của nó cũng rất là hay và đang hoạt động rất tốt các chức năng. Gồm có băng cassette, radio FM AM và cổng kết nối live in. Đấy, các bác có thể về nghe nhạc mạng cũng rất là tiện. Và giá thì em cũng đã báo giá ngay phần đầu rồi, giá 2 triệu rưỡi, em bao ship tặng các bác hai cuốn băng, dây live in và jack nguồn. Và bên em thì có hai hình thức mua bán. Một là các bác có thể chuyển khoản cọc trước 500 ngàn để yêu cầu là chắc chắn các bác lấy hàng, nhận hàng cho em khi chúng ta gửi qua bưu điện. Số tiền còn lại các bác nhận đài, thanh toán qua bưu điện. Và phương án thứ hai là các bác chuyển khoản đủ cho em và em Tuấn sẽ bao ship tặng các bác hai cuốn băng. Đấy, bác nào mà chuyển cọc thì em Tuấn chỉ tặng các bác một cuốn băng thôi nhá. Và số điện thoại là 0822 111444. Số điện thoại của em cũng là số Zalo, các bác có thể gọi điện, nhắn tin trực tiếp cho em. Một lần nữa xin hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video lần sau.